Ê, mày biết con Lý không? Sao? Mày bạn nó. Cái gì? Tao mà thèm làm bạn với cái loại hãm đấy á. Cái loại mà thở ra câu nào thấy thối câu đấy. Mỗi lần nhìn mặt đó á, tao không muốn ăn gì rồi. Nhắc đến tự dưng thấy buồn nôn. Đúng rồi đấy, chả hiểu sao trên đời lại sinh ra một cái loại người như nó luôn. Eo ơi, quanh quẩn đây vẫn kiểu cái mùi nách chua của nó này. Ung thư vãi liền thề. Là người ma không ra ma. Nhắc đến nổi cái tên nào. Ủa, thế mày cũng biết nó à? Ủa, mày cũng biết nó. Mày, nó làm gì mày? Nó thở mà mày cũng nghe nó. Ừ, chúng mình đúng là bạn tốt của nhau rồi. Ôi mày ơi, ở chỗ này nhiều đồ đẹp chứ này. Tao vừa mới ngắm một tí mà lựa được bao nhiêu đồ. Ui đẹp không mày ơi. Ê, tí đi ngắm đồ không? Tao phải lựa mấy đồ để chuẩn bị đi đám cưới. Ừ. Nhưng mà gì đi. Nhưng mà tao hết tiền rồi. Tao cũng thế. Tao cũng thế.